Đây là cách đầu tiên mình làm này, tức là khi mình đổ vào trong thì mình bẻ ra ngoài này, bẻ đuôi dây hướng ra bên ngoài đấy. Cách đầu tiên là bẻ đuôi dây hướng ra bên ngoài này, là bẻ ao show ao hoặc là ao bend đấy, tức là bẻ đuôi dây hướng ra bên ngoài này, thì cái răng của mình đang đổ vào trong này nó kéo răng của mình ra bên ngoài để dựng trục được cái răng một phần nhé. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình hay dùng đến lâm sàng là mình bẻ đúng khoảng như vừa rồi ấy, và mình bẻ dây xoắn ra. Đây các bạn, đây là mình bẻ thêm một lúc chữ T này. Đấy, cái này cũng giống như tương tự vậy. Tức mình bẻ lúc đúng khoảng này để mình kéo nó về này. Thứ hai là mình sẽ bẻ chỉnh trên dây này này, chỉnh đến phần dây này để cho chỉnh tọt tốt hơn. Đây đây là khi bẻ vào đây, mọi người thấy là cái răng này nó bị đổ vào trong đúng không ạ? Nó hơi đổ vào trong lưỡi này. Đây là vẫn có chỉnh ra rồi nhá. Cái răng phía bên phải đây, răng răng 47 này thì mọi người thấy nó vẫn nằm khá là ngang 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 ấy. Còn cái phía bên bên trái này thì đổ vào trong mặt lưỡi này. Thì thứ nhất là mình bẻ bẻ dây ra bên ngoài này. Thế như mình vừa nói bẻ xòe ra bên ngoài đây. Đó, mình đổi sang màu đỏ này, nó nhìn nó dễ nhìn, nó rực rỡ này.